Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt mức án sơ thẩm tù chung thân đối với Nguyễn Ngọc Phước, 36 tuổi, ở ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, về tội giết người. Theo cáo trạng, Phước kết hôn với chị Nguyễn Thị Thấm từ năm 2005 và có hai con chung. Sau thời gian sinh sống, giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, nên chị Thấm đã nộp đơn xin ly hôn và đang chờ làm thủ tục. Khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2018, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Phước biết được vợ mình nộp đơn ly hôn và nghi ngờ chị Thấm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ. Nghĩ vậy, Phước cầm một con dao thái mua trước đó đến chòi tạm trong vườn cao su của bà Thái Kim Thơ, mẹ ruột chị Thấm, ở ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu để tìm chị Thấm. Khi đến nơi, Phước thấy chị Thấm đang nằm trên ghế, còn mẹ ruột chị Thấm nằm gần đó. Lập tức, Phước xông vào đâm nhiều nhát vào người chị Thấm. Thấy vậy, bà Thơ ngồi dậy ôm Phước kéo ra, nhưng Phước không dừng lại mà tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Sau khi gây án xong, Phước dùng dao đâm 3 nhát vào người tự sát, nhưng được người dân sống gần đó chạy đến can ngăn và đưa mọi người đến bệnh viện chữa trị. Do vết thương quá nặng nên chị Thấm đã chết. Trong lúc can ngăn Phước đâm con gái mình, thì bà Thơ cũng bị lưỡi dao của Phước đâm trúng gây thương tích 8%. Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận chị Thấm chết do sốc mất máu, vết thương vùng bụng phải thấu tim do vật sắc nhọn gây nên. Tại phiên tòa, Phước thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.